Các bạn ơi, các bạn biết cái này là cái gì không? Cái này là cái xương của cái con cá dứa nha các bạn. Cá dứa một nắng nè, có nạc nhiều lắm không các bạn ơi? Mấy cái đường xương sống này nạc không à? Cái này mình nhận từ của cho của một đứa cháu chứ không phải mình mua, nhưng mà nó ngon được dữ lắm nha các bạn. Nếu mà cái nạc của nó đó, hai bên nạc của nó đó là tới 500 ngàn một ký, nhưng mà cái xương này thì không tới 100. Nhưng mà mua cho dì ăn, tại vì dì thích như vậy à. Có người thì nấu canh chua lá me các bạn, còn có người thì nấu với cà chua, nấu ngót cà chua, nấu canh chua nó rất là ngon luôn à, đó. Còn có người thì chiên đi rồi nước mắm với giấm với đường tưới lên. Còn mình không ăn như vậy, mình già rồi, mình ăn là để cho nó có omega 3, omega 6 nè, là do cái mỡ của nó nè đó, mỡ nó mỡ trắng nha các bạn, và collagen đó. Mình ăn như vậy thì nó lạ hơn người ta, nhưng mình ăn thì kiểu nhà nghèo các bạn. Ở trong bếp mình chăm chút một chút xíu, mình bớt lại một chút xíu để mỗi tháng mình có tiền mình đi từ thiện chơi, nhưng cho nó vui nha các bạn, không cho thừa, ăn cho vừa đủ chứ không cho thừa. Nhưng mà mình thấy cái này mà bỏ đi thì nó tiếc dữ lắm. Người ta bán ra là 50-60 ngàn, 80 ngàn ký đó. Nạc nó nhiều lắm các bạn, chứ không phải là ít. Đây là mấy miếng này là nạc không nè. Thì thôi mình ăn như vậy nó vui vui. Ăn theo kiểu của mình thì chiên xong không đường, không mỡ gì hết nha, không đường, không giấm gì hết. Mình để về mình bỏ qua cái dĩa, mình ngồi giỏng mình đu đưa, mình gỡ mình ăn như là ăn vặt vậy đó. Ăn kiểu này thì không có ai giống mình hết đó các bạn ha. Mình chiên thôi. Chào các bạn. Các bạn ơi, các bạn biết món này là món gì không? Đây là xương cá dứa một nắng nha. Đây là món ăn của nhà nghèo nè các bạn. Mà mình nhận được của cho, mình rất là trân trọng người cho, bởi vì người cho đánh tâm lý là vì mình thích ăn xương. Còn cái miếng nạc mà hai bên của con cá dứa rất là mắc nha các bạn, 500 ngàn một ký, trong khi xương thì không tới 100. Nhưng mình thích ăn xương hơn, bởi vì trong xương nó có nhiều canxi nè. Nhưng mà cá dứa thì nó có nhiều omega 3, omega 6 nha các bạn, tốt cho cái não của mình. Đồng thời nữa hả, làm có nhiều collagen. Dì thì thích gặm xương. Bây giờ mình không ăn nó với cơm đâu các bạn. Mình sẽ ăn chơi với nó. Để nguyên một cái dĩa cá dứa lên giỏng, mình ngồi mình đu đưa như vậy rồi mình gặm, biến món ăn cơm thành món ăn chơi các bạn. Các bạn ơi, đây là phần ăn của người tiểu đường, tim mạch, huyết áp nha các bạn. Một cái đầu cá điêu hồng và một cái đuôi mình nấu với cà chua thơm và một ít nấm nha. Rồi mình nêm vô đây bột nêm, chút xíu đường thôi, chứ tiểu đường không ăn đường nhiều đâu. Như đây là khẩu phần ăn một ngày luôn đó các bạn. Tại vì con cá này tới một ký mấy lần đó. Cái đầu và cái đuôi. Rồi nấu xong, mình nêm xong rồi mình cho tần tàu nha các bạn. Xong rồi, xin mời các bạn nha. Chào các bạn. Các bạn ơi, đây là một dĩa xương cá dứa một nắng chiên, giòn rụm luôn. Cái nạc á thì đi về hướng nhà giàu, còn cái xương thì đi về hướng nhà nghèo. Nhưng mà đôi khi nhà giàu ăn nạc còn cảm thấy ngán, chán ngán lắc đầu, nhưng mà cái xương này nhà nghèo ăn vẫn tấm tắc khen ngon nha các bạn. Chúng ta ăn cùng một con cá, nhưng đi cùng một con đường và đến cùng một đích đến các bạn nha. Xin chào.